Mình xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em, đây là một cặp loa Sennheiser Distin 15. Đây là phiên bản của mình, là phiên bản đời đầu anh em nhé. Thùng gỗ lạ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu và làm review kỹ đến anh em đôi này và báo giá. Anh em nào đúng chân sản phẩm này thì alo cho mình, đến với kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật được những cái sản phẩm mình đang bán hàng ngày anh em nhé. Đây là một đôi loa Sennheiser Distin 15. Anh em nhìn tất cả các cái e căng của nó này. E căng của nó là vải lưới, lưới bố anh em nhé. Cái vải lưới này là cái vải lưới không bao giờ có được đâu. Mà đôi e căng của nó còn rất đẹp. Và khung của nó là có cái viền này, viền nhôm xung quanh nhé anh em nhé. Đấy, hai chiếc như một, đấy viền nhôm xung quanh. Bây giờ mình sẽ tháo cái e căng này ra để cho anh em tham quan các cái tuyến loa. Đôi này của mình là đời tụ hồng anh em nhé. Đời tụ hồng này mới là quý hiếm này. Phải là đúng đời tụ hồng. Anh em này nhìn xem nó có cái lẹp nhôm này. Và ở bên trong của nó là anh em này. Đấy, ở bên trong toàn bộ đôi e-căng của nó ở bên trong ấy. Đấy, anh em tham quan cái đôi e-căng của nó chưa? Rất đẹp luôn. Có bốn cái chấu còn nguyên. Và anh em đi vào các cái tuyến loa. Đôi loa này nó sử dụng là hai con bát 20 anh em nhá. Anh em nhìn keo rốn của nó này. Rốn nhỏ này. Hai con bát 20 màng carbon gân cao su. Anh em nhìn gân cao su này. Và dưới này nó là một con bát cộng hưởng 20. Và cái viền của nó này là viền nhựa, viền trên này là viền nhôm. Và một con chép khế. Hay gọi, anh em hay gọi con chép xoáy được. Thùng gỗ là vuông vắn hết. Anh em nhìn hậu vách của nó này. Thùng gỗ lạng hết anh em nhé. Vuông vắn góc cạnh luôn. Và anh em đi về đằng sau luôn. Toàn bộ đằng sau của nó. Cầu bắc loa là mỏ chim bắp chuối. Anh em này, Distin 15. Trở kháng của nó là từ 4 đến 8 ohm. Made in England đây này anh em này. Đấy. Và trước bên này cũng thế này. Đôi loa tuyển chọn đẹp xuất sắc. Mình xin báo giá đôi loa Sennheiser Distin 15 đời đầu. Đời tụ hồng anh em nhá. Phải có hai con tụ hồng. Là mình đang bán là 11 triệu. Bao ship tận nhà cho anh em. Giá cực kỳ tốt và tri ân cho anh em đôi này. Anh em nào đúng chân sản phẩm alo ngay cho mình. Đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.